đám tang nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tại nhà riêng. Sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật, nghệ sĩ cải lương Vũ Linh đã qua đời trưa 5 tháng 3. Thông tin nghệ sĩ cải lương nổi danh qua đời làm cho công chúng tiếc nuối. Chiều 5 tháng 3, nghệ sĩ Bình Tinh là con gái nuôi và nghệ sĩ Hữu Quốc đã có mặt tại nhà riêng của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ở quận Phú Nhuận để cùng gia đình tham gia chuẩn bị tang lễ cho cố nghệ sĩ. Lễ nhập quan của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh diễn ra sáng 6 tháng 3, lễ động quan ngày 9 tháng 3 và an táng tại Nghĩa Trang Hoa Viên Bình Dương. Trước khi qua đời, nghệ sĩ Vũ Linh đã có thời gian chiến đấu với bệnh tật hiểm nghèo. Theo người thân của nghệ sĩ, bệnh tình của nghệ sĩ Vũ Linh chuyển nặng trong thời gian gần đây, có lúc phải nhập viện trong tình trạng hôn mê. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh năm 1958 tại Sài Gòn. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sinh ra trong gia đình có 6 anh chị em, 2 người em của nam nghệ sĩ cũng hoạt động trong giới nghệ sĩ, đó là Hồng Nhung và Tiểu Linh. Ở tuổi chiều, dù cuộc sống không vợ không con nhưng nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh luôn có cháu ruột, Hồng Phượng và con nuôi, Bình Tinh, Vũ Luân cùng nhiều thế hệ đàn em yêu thương. Hồi năm 2022, Hồng Phượng cho biết cô đã về ở chung với nghệ sĩ Vũ Linh để tiện chăm sóc cậu ruột. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là một trong những nghệ sĩ hàng đầu của lĩnh vực cải lương. Nghệ sĩ được khán giả yêu mến với vẻ ngoài đẹp, giọng hát nội lực vang sáng, trữ tình cùng với lối diễn xuất tinh tế. Khoảng cuối những năm 1980, tên tuổi Vũ Linh trở nên rực sáng với nhiều vở diễn như Sa Phu Đi Sứ, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, Bàn Quý Phi, Thần Nữ Dân Ngũ Linh Kỳ, Chiêu Quân Cống Hồ, Bất Ngôn Đồ Đại Việt. Thập niên 1990, ông kết hợp cùng với nghệ sĩ Tài Linh. Hai nghệ sĩ không chỉ gặt hái được thành công vang dội trên sân khấu cải lương mà còn trong các video của Mưa Bụi. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 1997. Những năm trở lại đây, vì lý do sức khỏe nên ông ít xuất hiện trên các sân khấu, song tên tuổi và giọng hát của ông vẫn được ngưỡng mộ. Sự qua đời của cố nghệ sĩ tài hoa khiến người hâm mộ và nhiều nghệ sĩ Việt bàng hoàng, thương xót. Bạn bè, đồng nghiệp và khán giả bày tỏ tiếc thương nghệ sĩ thuộc thế hệ vàng của nghệ thuật cải lương Việt Nam. Bình Tinh khóc nghẹn khi ba nuôi Vũ Linh qua đời ở tuổi 65. Nghệ sĩ Vũ Linh không có vợ con. Con gái nuôi cố nghệ sĩ là Bình Tinh cho biết, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vừa qua đời trưa ngày 5 tháng 3. Nhà báo Song Minh cho hay, những ngày gần đây, bệnh tình của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng Vũ Linh trở nên trầm trọng, phải nhập viện trong tình trạng hôn mê. Bình Tinh gọi điện cho tôi khóc òa, bằng mọi giá em phải cứu ba em. Đời em mất mát quá nhiều rồi, xin đừng cướp đi thêm người thân nào của em nữa, ông trời ơi. Ngày hôm qua, bác sĩ đã tiên lượng tình huống xấu nhất của Vũ Linh. Bình Tinh cho tôi hay để tôi chuẩn bị tinh thần. Tôi bấm điện thoại gọi thông báo cho anh Kim Tiểu Long biết. Cả hai anh em tôi cùng bật khóc trong điện thoại. Tiếng kêu xé lòng ấy đã không thấu lòng trời. Ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng Vũ Linh đã ra đi thanh thản vào trưa nay, lúc 12 giờ 30 phút hưởng thọ 65 tuổi. Theo chia sẻ từ người thân và đồng nghiệp, nghệ sĩ Vũ Linh trút hơi thở cuối cùng vào ngày 5 tháng 3 tại nhà riêng. Lễ nhập quan diễn ra sáng 6 tháng 3, động quan lúc 11 giờ ngày 9 tháng 3, linh cữu nghệ sĩ được an táng tại Nghĩa Trang Hoa Viên Bình Dương. Hay tin nghệ sĩ Vũ Luân cũng vội vã chạy sang nhà ba nuôi Vũ Linh. Bạn bè, đồng nghiệp và khán giả bày tỏ tiếc thương nghệ sĩ thuộc thế hệ vàng của nghệ thuật cải lương Việt Nam. Chia sẻ lại hình ảnh chụp với Vũ Linh, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy xúc động, thương tiễn em trai của chị. Mãi nhớ về người em, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thật dễ thương và tài năng của sân khấu cải lương Việt Nam. Thời Hoàng Kim, bà và nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh từng là một cặp đôi vô cùng ăn ý trên sân khấu. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân xót xa trước sự ra đi của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Vĩnh biệt anh Vũ Linh, luôn ngưỡng mộ anh và luôn cảm thấy hãnh diện vì thời trẻ đã đôi lần được đóng người yêu của anh trong những vở cải lương thời còn băng, đĩa. Mong anh siêu thoát và sẽ cận kề bên tổ nghề, cô viết. Nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu xúc động nhớ lại kỷ niệm với đàn anh, thập niên 90, thời hoàng kim của băng từ video cải lương, em đã đóng chung với anh không biết bao nhiêu vở tuồng. Nhiều, nhiều lắm. Có những lần quay ở xa, chiều tối có quá gian xe anh về Sài Gòn cho kịp giờ diễn. Anh vui tính, gần gũi, dễ thương. Về nơi phải về anh nhé. Cầu mong hương linh anh về cõi an lạc nhất. Nghệ sĩ Minh Nhí cũng gửi lời tiễn biệt. Anh gọi Vũ Linh là nghệ sĩ tài hoa bậc nhất. Nghệ sĩ Kim Tiểu Long viết, A Di Đà Phật, vĩnh biệt người anh tôn kính, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nhật Kim anh xúc động, vĩnh biệt anh Năm, Vũ Linh, thần tượng một thời của em. Nguyện xin anh được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc Quốc. Ca sĩ Phương Thanh cũng gửi lời thương xót tới người nghệ sĩ tài danh.
Nghệ sĩ Kiều Linh bày tỏ sự thương xót và tiết lộ Vũ Linh chính là một phần tuổi thơ của mình. MC Xuân Hiếu xót xa viết, cách đây mấy ngày em có dịp gặp Hồng Phượng, hỏi thăm anh Linh, không ngờ nay anh Linh mất rồi. Quá đau buồn và xót xa. Tuổi thơ của em, dẫu ngày đó không hiểu hết ca từ là gì nhưng đã mê cải lương từ nhỏ, mê và thần tượng các nghệ sĩ từ đó. Và tất nhiên anh Vũ Linh là người em cũng rất mê đắm tiếng hát. Nay hay tin anh Linh tạ thế, nỗi buồn chất chồng. Trong khi đó, Lâm Khánh Chi bày tỏ sốc khi nghe tin ông Hoàng Cải Lương qua đời. Nghệ sĩ Vũ Linh tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh năm 1958, là gương mặt đình đám một thời của sân khấu cải lương. Những năm gần đây, do tuổi cao sức yếu, Vũ Linh không còn xuất hiện trên sân khấu biểu diễn. Mực nào xa.